Ôi trời ơi, con kiếm đâu ra cái bộ đồng phục hay thế kia. Đấy, cái này nó bảo là không nở nhưng mà thấy nở mà. Không, không nở đâu, nó ít đấy. Ừ, ngon đấy chứ. Nhưng mà... Ôi trời ơi. Này, kiểu... Sao thử chứ đi. Ôi trời ơi, con kiếm đâu ra cái bộ đồng phục hay thế kia. Không lượn đấy. Hả? Không lượn đấy, không quay nữa. Không lượn á? Không lượn. Sao lại lượn? Không lượn, mệt. Chụp cái gì? Cho anh người ta đang phục. Xấu gì đâu, bình thường mà. Con đây là chương trình học gì đây? Giải thích nhé. Hôm nay là một video đặc quân biệt sự, về... Quân sự, quân đội, phòng chống gì đấy. Nhưng mà con cứ nghĩ rằng là học cái này chắc là cũng kiểu thực hành các thứ. Nhưng mà không, cái buổi đầu tiên viết bài. Viết gì? 7 trang giấy. Về quân sự á? Về quân sự. Nhưng mà cái này thì con cũng không hiểu lắm. Nhưng mà hôm thứ hai cũng viết luôn. Túm lại đây là từ bắt đầu chúng ta bắt đầu lại nhá. Có nghĩa là đây là chương trình học quân sự của trường đúng không? Học bao lâu? Một tuần. Một tuần. Và đây là cái bộ đồng phục mà trường con cho mượn đúng không? Mọi người cùng chiêm ngưỡng bộ quân phục mà được nhà trường chuẩn bị cho các con học. Gọi là học, mình gọi là học nghĩa vụ quân sự đi. Và đây là một trong những cái chương trình giáo dục rất là đặc biệt tại Việt Nam. Bởi vì có biết tại sao mà Việt Nam mình luôn luôn có cái chương trình đặc biệt này dành cho học sinh bắt đầu từ cấp 3 không? Là bởi vì trong trường hợp mà xảy ra chiến tranh ấy, thì cái độ tuổi của các con, độ tuổi lớn hơn sẽ là độ tuổi sẽ phải xung kích đi chiến trận. Hoặc là lúc nào cũng phải biết, gọi là trong tinh thần chiến đấu, tối thiểu biết sử dụng súng rồi một số tư thế để chiến đấu. Nếu mà học ở trường quân sự thì sẽ còn chương trình nó khắt khe và mệt hơn. Còn bọn con thì tập cơ bản thôi. Có nghĩa là trong mọi trường hợp chiến tranh thì kể cả những cái tầm tuổi như bọn con đều đã biết sử dụng súng rồi. Với cả tập quân sự. Con sẽ học tháo lắp súng đấy. Mẹ học cái này hai lượt rồi, vui phết. Tháo lắp. Ừ. Hy vọng là con gái sẽ có những chia sẻ đặc biệt. Thế là cảm xúc sau hay hôm học quân sự thì thế nào? Điều viết bài ngồi trong lớp ấy. Thế môn đấy là môn gì? Ừ gì lý thuyết gì? Quyền. Thì chép xong không hiểu mình biết chép gì à? Ô cứ chép luôn vì thầy đọc nhanh quá. Thế có chép kịp không? Có. Thầy đọc nhanh hơn ở bộ tập văn. Thầy có được mũ á, mẹ con tưởng có mũ cối nữa cơ mà. Mũ đâu. À thế khi nào là tập ở thao ra sân tập thì mình sẽ có mũ cối đấy. Nhớ trừ vài cái selfie gửi cho mẹ nha. Thì xưa mình cũng có vài tập đấy nhưng mà mình chưa bao giờ cái gì vào cái này. Như này. À có thử trình diễn phát à? Thì catwalk cái nào. Catwalk là gì? Thì catwalk từ kia là lại. Được không? Chê con gái một tí. À, 1, 2 đi hả? 1, 2, đây là các chiến sĩ tương lai đấy. Tên. Chân nó đang đau. Trêu con là sở thích của mẹ mà. Cũng như con hay chê mẹ xấu và dài. Đấy, chúng ta cũng có thỉnh thoảng có màn trả đũa nhau một tí. Được chưa? Không, quay mặt con. Xinh mà. Chỉ tôi là tóc hơi giống cái tổ quả tí thôi. Review cái quả quần đẹp này nữa. Quả quần này hơi rộng, lúc đó hơi rộng nó cần phải sắn lên. Nhưng mà tôi đã tổ xuống. Mẹ à, cậu... không, hơi dài thôi. Vậy đấy cái bộ này phải dành cho đứa 1m7 mất. Con thì 1m5 bẻ đôi khổ thân. Nhưng mà quần phục quân sự thì người ta may chung chung mà. May chung chung đâu, chung chung. May chung chung là kiểu là một là bé, hai trung bình, ba to ấy. Ngày xưa mẹ không được, mẹ mặc đúng số của mẹ đấy. Màu nó hơi xinh cốm hơn, không phải là xanh lét như thế này. Xanh này nó hơi... Không, xanh lét. Này là của con gái. Xanh này nó hơi... không biết là xanh gì nữa. Xanh đen á. Ừ. Thôi cậu đứng một vòng mẹ quay đây nào. Đứng yên. Ủa, con ơi, con cắt tóc đi. Dài quá. Không. Nhìn tóc nó chỉ muốn cắt. Do nothing ever cut my hair. Ok. Xin chào người làm bánh phụ các bạn. Nói đang đích đi mày. Hết sụp. Sao mày là nát thế nhở? Ừ, mình làm gì đâu. Nó còn ngưng nước ở trên. Thôi ăn cái này nhá. Không được ăn. Tớ giết mày bây giờ. Đừng mạnh tay lên. Nhanh lên. Đây là công đoạn gì đấy? Ăn bốn mươi đây phải rồi nhưng mà nó cháy máy. Hy vọng hôm nay là có cái bánh ngon hơn. Hôm nay con gái thể hiện trổ tài làm bánh. Mẹ tranh thủ quay vlog để dìm hàng tí. Không biết là ngon hay không đây.
hôm nay nàng ấy rất là phởn, bởi vì sao? Có bạn đến chơi thành ra muốn thể hiện đấy. Hy vọng món bánh này thành công để mình còn có cái mà ăn. Mẹ rất là kỳ vọng vào món bánh của con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có trộn với cái gì đấy? Trộn, trộn với sữa thôi. Sữa gì? Đồ nhuyễn ra xong rồi trộn với TH chua mình. TH chua mình. Đũa rồi đó. Cái này để làm gì? Tại sao phải tách ra? Mẹ sẽ biết xong. Ôi, phải nói chứ. Chúng ta đang phiên dịch không và đang làm video. Đây là đang đồng hả? Đây, thì quay này thôi này. À, xong rồi cho một cái này lên hả? Ừ. Kinh nhở, học cũng hành cũng ghê nhở. Nhưng mà con phải để dưới nó. Nó phèn phẹt á, nó dần dẹt á. Nhưng mà có chắc nó nở không đấy? Có, nở mà. Are you sure that it will slow in? Không còn. Cũng có vẻ khả thi đấy nhở. Xem ra mình muốn được ăn gọi là xì sớn được một cái bánh. What are you doing? Con sẽ hấp bánh mắt. Why do you need steam instead of baking? Because if I don't do this, the cake is not so big. So slow in? No, we will see what happens. Are you expecting to taste her cake? No. Cô thấy nó ngồi trong. Cái này không nở lắm. Để xem nào. Ô, nở tới đây này, nó cũng sơn sớm này. Nó một tí thôi. Chứ cái kia là trước nó nở bung bét ra cơ. Đấy. Cái này nó bảo là không nở nhưng mà thấy nở mà. Không, không nở đâu, nó ít đấy. Ừ. Ngon chưa? Nhưng mà ăn này mẹ về vào phòng gym mất 2 tiếng mỗi ngày mất. Mà đây giờ đang béo rồi. Thôi béo nữa đi không sao đâu. Đừng nói thế. Quần áo tôi chật hết thì ai mua cho tôi? Con có biết là bây giờ quần tủ quần áo phải, hay là mẹ ốm không? Mẹ nhìn cái tủ quần áo mà mẹ phải mua lại thì chắc là mẹ ngất luôn tại chỗ luôn đấy. Mình có cái thói quen là tủ quần áo của mình nó rất là lạc mốt. Bởi vì nó giữ từ năm này qua năm khác. Miễn sao là mình mặc được và mình lại thích. Không phải là cái mùa nào cũng sắm nhiều quần áo đâu. Mà chọn những cái gì nó hợp với mình thôi. Còn những cái khác là không chạy theo mốt. Chạy theo mốt thì chết à? Thế ra là bây giờ nghĩ đến chuyện là mình tăng cân không vừa cái đống tủ quần áo của mình thì mình sẽ ngất tại chỗ thật đấy. Đó là một khoản tiền nhiều lắm các bạn. Mà nhà mình có tiền, không có điều kiện đâu. Tiền để mua máy móc làm YouTube hết rồi. Bây giờ không có chuyện mà quần áo thời trang gì nữa. Dẹp, bây giờ lại đợi xem con gái hấp từng bánh một vừa không? Lan đó lại xem nhé. Đây là tác phẩm của con gái mình. Nó bảo là nó chảy nè. Nhưng mà mình đã bảo là vẫn ăn được. Nói chung là không có độc đâu, cứ yên tâm mà ăn thôi. Mà sao có dùng gì mà lắm lớp. Vỏ này người ta chỉ cần một lớp thôi, còn dưới này cần gì mà. Mỏng quá. Đây. Ôi mẹ bảo cho thêm nước rồi nhầm. Ủa, bây giờ ăn thử nhé, đây review. Ngọt đấy, ngọt đấy. Vỏ này ngọt đấy. Mẹ nhìn thấy vỏ rồi, con bỏ nguyên đi kia là không, ngọt. Ngọt, để biết rồi. Ngọt lắm đấy. Mẹ ăn béo là lỗi của con đấy. Mẹ phải review ấy. Ăn dưới nó mềm mềm không sống được mà. Tự nhiên ăn này cảm giác đó, giống bánh mà hấp ấy. Brownie. Kiểu bánh sô cô la mà đế nó toàn là sô cô la ngon mà. Nhưng mà thôi mẹ ăn cái thôi, ăn nữa mẹ thành con lợn. Còn nhiều mà mẹ đang phải đến phòng tập sức cả ngày rồi, bây giờ bắt mẹ đến nữa chắc mẹ chết, không còn thời gian đâu để làm video. You know what that's? No. It's the cake made by me. I want you to review what do you think about the remade cake from Oreo. What do you think? It's too much sweet. Tastes good. Tastes good, but it's too sweet. Oreo is too sweet. It's good. Not bad, but we shouldn't eat so much. No. Nói chung là number one, one big thumb up to you. Bye bye. Đâu cái bản mà vẽ tay ấy. Đây này, cái này đây này. Đây, mình nghĩ cái màu hồng có vẻ xinh ấy. What color chú ơi? Cái này á? Chị bán kia ngồi đợi chút nhá. Rồi, con sang bên này ngồi đi. Mình đang cần màn trực tiếp hay màn gián tiếp? Màn gián tiếp. Màn gián tiếp. Đây, con sang bên này con thử. Mình, con chạy đi đâu đấy? Cái này cứ tì tay bên thường. Cái này tì tay. Con tì tay bình thường như con vẽ trên giấy ấy. Con thử đi, thử một lúc đi để xem nó quen tay không. Học vẽ bằng cái này được mà. Thế bây giờ chị phải về cài Photoshop nữa nhỉ, đúng không? Dạ, cái phần mềm vẽ này là do mình cài quay Photoshop được. Hoặc là mình có thể dùng những phần mềm cơ bản như kiểu là cái manga có ở đấy cũng được. Thì cái này là do nhu cầu mình thôi. Khoan, ở nhà, cái máy tính ở nhà của bé là chị chưa cài cái phần mềm gì thì liên quan đến vẽ cả được. Thì bây giờ là sau khi mua cái này về đúng không? Chị phải đem ra để đi cài thêm phần mềm. Nếu mà như này thì bé chị chưa có phần mềm nào. Không biết là mình ở nhà mình dùng Mac hay là Win hả chị? Win.
Win thì em có thể hỗ trợ cài chỉ một phần mềm đơn giản là cái Pentoside. Ừ. Thì cái phần mềm đó khá là dễ, thì là mới bắt đầu có thể dùng phần mềm đó là ok rồi. Thế à? Được. Thế thì bây giờ chị cứ mua rồi hôm sau bé mang. Cái này mình có thể liên hệ giúp em số kỹ thuật, các bạn cài từ xa mình luôn. Được, à được được, ok. Dùng Ultra View hay là cái gì đấy? Ultra hoặc View. Rồi, thế thì lát nữa cho chị xin số luôn để bản đi. Tí em sẽ dán ở sau máy của mình luôn. Cái bản là lấy được không? Dần nó sẽ quen mà. You're choosing the birthday gift from Ming. This gift from Karen of Leary. Thanks Susan and Fred. Thanks mom and dad. Em ơi, chị thấy có cái này đó là nó cũng giống cái kia hay là nó có nhạy hơn không? Nó sẽ giống kiểu như kia nhưng mà nó nhạy hơn nhiều. Có thể so sánh, chị có thể xem qua như kiểu là cái độ nhạy của nó. Như cái kia nó là 4.000 lực nhấn. Ừ. Thì nó sẽ vừa độ nhạy cũng như cái nét thể hiện nét thay nét đậm thì mình vẽ. Thế này lại đấy hơn à? Cái này nó tới là 8.000. This is the best label. It's the most expensive. Why you always chose the mother? Yeah, she chose. Hình đang đứng thiết kế nhân vật hiểu về nhân vật gì đấy. Nói chung là cứ học vẽ chán cái đấy đi rồi tay nghề lên cao thì sẽ sau này sẽ được upgrade sau. Giờ mới tập vẽ thì mình cứ vẽ những cái gì đó đơn giản. Đấy con học cái đấy còn chán. I'm trying to practice on skin. This one of the best labor for painting. Sorry, come here. Do you know how to paint it? No, what? I don't know. It's a pen. You want to paint something? No. I used to be very good in painting when I'm small. Try. I tried to learn, but then I think designer painting, I'm not good enough for that German, so I skip up. I think I should buy some more packets or warranty the product one more year. For this side, there's only with the cable, only one color black. The other show now. Đây là cái link để mình tạo ra thôi nhé. Cô lấy điện thoại con quay lại cho khỏi quên. Thì bây giờ anh sẽ ôm cho em test tại cửa hàng. Nếu mà có vấn đề gì anh sẽ đổi trực tiếp cho em nhé. Rồi, ok. Chị open the box with the seal. The quality of file is any error, so you change the new one. Có một máy sẽ hướng dẫn và một cáp. Thì đầu tiên là mình sẽ kiểm tra về máy em nhé. Ừ. Cái đơn giản nhất là em cầm một góc ở dưới này, em giữ chặt nó. Đầu này em hướng vào trước này. Tất cả đều như mình. Đây, test cho mình. Có thể viết là thank you soon. Champagne. Susan S U S A N. Yes. Good. And Fred. Okay. Good. Oh my God. Look at this. Trong trường hợp là em muốn thay ngòi, em cứ cắm đầu ngòi trên này. Em nghiêng nó một tí rồi em đẩy lại. Em để ý một chút là cái đầu phẳng này mình sẽ cho vào trong. Em cho chị cái số mà hỗ trợ ấy. Có gì bạn ấy sẽ tra tấn các em sao? Bạn ấy có nhớ là qua Zalo nhé em. Tớ nào qua Zalo để tiện. Let's go. Go this way, Hong. Go. Oh. Finally we got the reason for being and we are going home. Wait a minute. Thank you for watching. And see you next week. Please like, comment, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much. Thank you, Susan and Fred.